Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì mình tên là Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Hôm nay thì mình tiếp tục cùng quý anh chị và các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo, số 249. Thì cái chủ đề hôm nay chủ yếu là mình chia sẻ cho quý anh chị và các bạn các câu về di dân có thực sự tốt. Thì chúng ta bắt đầu không quý bạn, di dân có thực sự tốt thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này: vì mạnh tránh hại hữu, vì mạnh tránh hại hữu, vì mạnh tránh hại hữu. Đây là câu hỏi di dân có thật sự là tốt. Thì chúng ta cùng nhau giải thích nè. Vì mạnh có nghĩa là di dân hay là nhập cư, không quý vị bạn? Vì mạnh có nghĩa là di dân hay là nhập cư. Tránh hại có nghĩa là thật sự hay là thật, là hữu là tốt. Thì cái chữ hữu chúng ta đọc cao giọng lên một chút thì nó tượng trưng cho câu hỏi ha. Vì mạnh tránh hại hữu, vì mạnh tránh hại hữu có nghĩa là di dân có thực sự tốt. Rồi, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn nói đi làm không vui, kiếm không ra tiền hay là di dân, thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông nè? Đi làm không vui, kiếm không ra tiền hay là di dân, chúng ta nói như thế này: phán cúng ừ hói sắm, quảnh ừ tổ chỉn, bắt dừa gì mạnh. Phán cúng ừ hói sắm, quảnh ừ tổ chỉn, bắt dừa gì mạnh. Có nghĩa là đi làm không vui, kiếm không ra tiền hay là di dân. Chúng ta cùng nhau giải thích. Hói sắm là vui, ừ hói sắm là không vui. Phán cúng là đi làm, rất là quen thuộc rồi ha. Bây giờ chúng ta biết nói đi làm không vui như thế nào nè. Phán cúng ừm hói sắm. Phán cúng ừm hói sắm có nghĩa là đi làm không vui. Tiếp tục, quảnh ừm tủ chỉn. Chỉn có nghĩa là tiền. Quảnh chỉn có nghĩa là kiếm tiền. Quảnh tủ chỉn có nghĩa là kiếm ra tiền. Bây giờ kiếm không ra tiền thì sẽ là quảnh ừm tủ chỉn. Quảnh ừm tủ chỉn có nghĩa là kiếm không ra tiền. Tiếp tục, bắt dừa gì mạnh. Bắt dừa đây là từ vựng mà hay là mình chia sẻ rồi cho quý anh chị bạn ha. Bắt dừa gì mạnh có nghĩa là hay là di dân. Chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu: phán cúng ừm hói sắm, quảnh ừm tủ chỉn, bắt dừa gì mạnh. Phán cúng ừm hói sắm, quảnh ừm tủ chỉn, bắt dừa gì mạnh có nghĩa là đi làm không vui, kiếm không ra tiền hay là di dân. Rồi tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn nói bạn ở Hồng Kông chỉ là một công nhân bình thường thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này: lì hải hán cõng chỉ hài chù ký chẳng cúng. Lì hải hán cõng chỉ hài chù ký chẳng cúng có nghĩa là bạn ở Hồng Kông chỉ là một công nhân bình thường. Chúng ta cùng nhau giải thích nè. Hán cõng, có hớn, chúng ta đọc hớn, không đọc hán, không vậy? Hớn, U-N, ơn, hờ, ơn, hơn, sắc, hớn. Hớn, cõn, có nghĩa là Hồng Kông. Hãy là ở, lị là bạn. Lị, hãy, hớn, cõn, có nghĩa là bạn ở Hồng Kông. Tiếp tục, chỉ hầy. Chỉ hầy có nghĩa là chỉ là. Chù, ký, chẳng, cúng. Có chẳng có xì giấm, chúng ta không đọc sằng, không đọc tằng, không đọc thằng, mà là chẳng, ký chẳng có nghĩa là những cái gì đó cơ sở, những gì đó cơ bản ha. Ký chẳng có nghĩa là những cái gì cơ bản, cơ sở. Chù là làm, cúng là cúng cho. Ký chẳng cúng, ký chẳng cúng. Chù ký chẳng cúng có nghĩa là một người công nhân bình thường, một người công nhân cơ bản ha. Chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu: lệ hải hán còn chỉ hài chù ký chẳng cúng. Lệ hải hán còn chỉ hài chù ký chẳng cúng có nghĩa là bạn ở Hồng Kông chỉ là một người công nhân bình thường. Rồi tiếp tục, ví dụ chúng ta muốn nói di dân rồi thì sẽ có tiền, chúng ta nói như thế này: dì chỏ mành chầu ụi dậu chỉn. Dì chỏ mành chầu ụi dậu chỉn có nghĩa là di dân rồi thì sẽ có tiền. Chúng ta cùng nhau giải thích. Di mành có nghĩa là di dân hay là nhập cư.
Di chỏ mành có nghĩa là di dân rồi hay là nhập cư rồi. Quý cho bạn lưu ý ha, có thêm chữ chỏ có nghĩa là rồi, là đã ha. Chầu quậy, chầu quậy có nghĩa là thì sẽ. Chầu là thì, quậy là sẽ. Chầu quậy có nghĩa là thì sẽ như thế nào? Dạo chỉnh, chỉnh là tiền, dạo chỉnh là có tiền. Chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Di chỏ mành chầu quậy dạo chỉnh. Di chỏ mành chầu quậy dạo chỉnh có nghĩa là di dân rồi thì sẽ có tiền. Tiếp tục, ví dụ như chúng ta muốn nói tiếp như thế này: làm lại từ đầu, từ bỏ người thân và cùng người khác dành nhau công việc. Làm lại từ đầu, từ bỏ người thân và cùng người khác dành nhau công việc thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Nói như thế này: trùng sánh lì co, phong hy cá dành, thùng khỉ thá dành, chán cúng cho. Trùng sánh lì co, phong hy cá dành, thùng khỉ thá dành, chán cúng cho. Có nghĩa là làm lại từ đầu, từ bỏ người thân và cùng người khác dành nhau công việc. Chúng ta cùng nhau giải thích: trùng sánh lì co, trùng sánh lì co. Trùng sánh có nghĩa là làm lại cái gì đó mới, người ta gọi là trùng sánh, là làm lại cái gì đó mới. Trùng sánh lì co có nghĩa là làm lại từ đầu. Phong hy cá dành, phong hy cá dành, phong hy mình nhớ mình chia sẻ rồi cho quý anh chị bạn. Phong hy có nghĩa là từ bỏ. Từ bỏ cái gì? Cá dành. Có cá dành có nghĩa là người trong gia đình hay là người thân. Phong hy cá dành có nghĩa là từ bỏ người thân. Tiếp tục, thùng khỉ thá dành, thùng có nghĩa là và khỉ thá dành có nghĩa là những người khác. Thùng khỉ thá dành, thùng khỉ thá dành có nghĩa là và cùng người khác. Như thế nào? Chán cúng chọt, chán có nghĩa là dành nhau, cúng chọt là công việc, chán cúng chọt có nghĩa là dành nhau công việc. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu: trùng sánh lì co, phong hy cá dành, thùng khỉ thá dành, chán cúng chọt. Trùng sánh lì co, phong hy cá dành, thùng khỉ thá dành, chán cúng chọt. Có nghĩa là làm lại từ đầu, từ bỏ người thân và cùng người khác dành nhau công việc. Rồi tiếp tục, chúng ta muốn nói tiếp như thế này: nếu mà có tiền, có kỹ năng chuyên nghiệp, có học lực thì di dân. Chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này: dù có dạo chỉnh, dạo chín dịp kỳ năng, dạo học lực chào gì mà. Dù có dạo chỉnh, dạo chín dịp kỳ năng, dạo học lực chào gì mà. Có nghĩa là người ta muốn nói nếu mà có tiền, có kỹ năng chuyên nghiệp, có học lực thì di dân. Chúng ta cùng nhau giải thích nè, mình đã highlight rồi hết cho quý chị bạn, rất là dễ dàng và dễ hiểu ha. Dìu cỏ là nếu mà dạo chỉnh là có tiền, dìu cỏ dạo chỉnh có nghĩa là nếu mà có tiền. Rồi còn có gì nữa nè? Dạo chín dịp kỳ năng, chín dịp có nghĩa là chuyên nghiệp, kỳ năng có nghĩa là kỹ năng. Chín dịp kỳ năng có nghĩa là kỹ năng chuyên nghiệp. Dạo chuyến dịp kỳ năng có nghĩa là có kỹ năng chuyên nghiệp. Rồi còn có cái gì nữa nè? Học lực, học lực có nghĩa là học lực, học lực có nghĩa là học lực. Dạo học lực có nghĩa là có học lực, có học thức, không có dạng. Tiếp tục nào, thì sao nè? Thì chầu gì mành, chầu gì mành có nghĩa là thì di dân. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu: dù có dạo chỉnh, dạo chuyến dịp kỳ năng, dạo học lực chào gì mành. Dù có dạo chỉnh, dạo chín dịp kỳ năng, dạo học lực chào gì mành. Có nghĩa là nếu mà có tiền, có kỹ năng chuyên nghiệp, có học lực thì di dân. Rồi tiếp tục, chúng ta muốn nói tiếp như thế này: nếu mà ở Hồng Kông làm công nhân cơ bản, kiếm được mười mấy 20 ngàn thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Nói như thế này: dù có hải hướng cổng, tả ký chẳng cúng, tràn tổ màn kỹ, lợn màn. Dù có hải hướng cổng, tả ký chẳng cúng, tràn tổ màn kỹ, lợn màn. Dù có hải hướng cổng, tả ký chẳng cúng, tràn tổ màn kỹ, lợn màn. Có nghĩa là nếu mà ở Hồng Kông làm công nhân cơ bản, kiếm được mười mấy 20 ngàn. Chúng ta cùng nhau giải thích: dù có hải hướng cổng, có nghĩa là nếu mà ở Hồng Kông, tả ký chẳng cúng,
tả cúng có nghĩa là đi làm công nhân, người ta gọi là tả cúng, đi làm việc cho người khác là tả cúng, không nhận à, tả cúng, tả ký trần cúng có nghĩa là làm công nhân bình thường, làm công nhân cơ bản, ký trần, không nhận. Rồi tiếp tục, tràn tủ có nghĩa là, tràn có nghĩa là kiếm ha, tràn chỉnh là kiếm tiền, tràn tủ là kiếm được bao nhiêu. Màn kỹ lợn màn, màn là 10.000, màn kỹ là mười mấy, lợn màn là 20.000, màn là 10.000, lợn màn là 20.000, màn kỹ lợn màn có nghĩa là mười mấy 20.000, thấy không? Khi chúng ta muốn nói mười mấy 20.000 thì chúng ta nói màn kỹ lợn màn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Dừa cỏ hải hến cỏn, tả ký trần cúng, tràn tủ màn kỹ lợn màn. Dừa cỏ hải hến cỏn, tả ký trần cúng, tràn tủ màn kỹ lợn màn có nghĩa là nếu mà ở Hồng Kông làm công nhân bình thường kiếm được mười mấy 20.000, mười mấy 20.000 tháng, không chặn. Rồi ví dụ như chúng ta muốn nói di dân không có ai chiếu cố, giao tiếp gặp khó khăn so với hiện tại thì tốt hơn sao, chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng nè? Nói như thế này: Dì mành mụ dành chiêu dên, khấu thúng dậu khoanh nàn, bỉ dì cá căn hổ ma. Dì mành mụ dành chiêu dên, khấu thúng dậu khoanh nàn, bỉ dì cá căn hổ ma. Có nghĩa là di dân không có ai chiếu cố, giao tiếp gặp khó khăn so với hiện tại thì tốt hơn sao. Thì chúng ta cùng nhau giải thích dì mành là di dân. Trong cái chia sẻ này có rất nhiều từ dì mành, có nghĩa là có rất nhiều từ di dân hay là nhập cư, dì mành là di dân hay là nhập cư đều được. Mụ dành chiêu dinh, chiêu dinh có nghĩa là chiếu cố, là quan tâm, là lo lắng. Dậu là có, mụ là không có. Mụ dành chiêu dinh có nghĩa là không có ai chiếu cố, không ai quan tâm, không ai lo lắng, đại khái là như thế. Khấu thúng có nghĩa là giao tiếp. Dậu khoanh nàn, dậu khoanh nàn, khoanh nàn có nghĩa là khó khăn. Dậu khoanh nàn có nghĩa là giao à, có nghĩa là dậu, có khó khăn, gặp khó khăn. Khấu thúng dậu khoanh nàn có nghĩa là giao tiếp khó khăn. Thì bởi sao giao tiếp khó khăn? Khi mà chúng ta đi đến một nước, một đất nước khác mà nói đồng ngôn ngữ với chúng ta thì không thành vấn đề, nhưng mà thí dụ như chúng ta không rành về tiếng Quảng Đông, hay là không rành về tiếng phổ thông, không rành về tiếng Anh hay là tiếng Pháp hay là bất cứ ngôn ngữ nào mà cái nước chúng ta đi đến chúng ta không không có biết nói đó thì sẽ rất khó khăn. Thì lúc này người ta gọi là giao tiếp gặp khó khăn, khấu thúng dậu khoanh nàn, thì chúng ta không thể giao tiếp được với những người bản xứ ha. À, chúng ta không biết nói tiếng họ thì rất là khó giao tiếp, cho nên đây là một trong những khó khăn khi mà chúng ta di dân ha. À, hay là không có ai chiếu cố ha, thì bởi vì đi đến một nơi xa lạ thì người ta mình đã rời xa người thân gia đình thì lúc đó cũng cũng ít có người quan tâm lo lắng tới mình ha. Rồi tiếp tục, bị dí cá căn hổ ma. À, dí cá có nghĩa là hiện tại, là bây giờ ha. Dí cá có nghĩa là bây giờ, là hiện tại. Bỉ có nghĩa là so với. Bỉ dí cá có nghĩa là so với hiện tại, so với bây giờ. Căn hổ ma, hổ là tốt, căn hổ là tốt hơn. Căn hổ ma có nghĩa là tốt hơn sao? Khi mà chúng ta hỏi cái gì đó tốt hơn sao thì sẽ là căn hổ ma. Căn hổ ma có nghĩa là tốt hơn sao. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Dì mành mụ dành chiêu dinh, khấu thúng dậu khoanh nàn, bỉ dì cá căn hổ ma. Dì mành mụ dành chiêu dinh, khấu thúng dậu khoanh nàn, bỉ dì cá căn hổ ma. Có nghĩa là di dân không có ai chiếu cố, giao tiếp gặp khó khăn so với hiện tại thì tốt hơn sao. Rồi tiếp tục, à, thí dụ chúng ta muốn nói có tiền thì gọi là di dân, chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này: dậu chỉnh kêu gì mành, dậu chỉnh kêu gì mành, dậu chỉnh kêu gì mành có nghĩa là có tiền thì gọi là di dân. Dậu chỉnh là có tiền, kêu là kêu, hay còn gọi là, thì gọi là,
kêu có nghĩa là thì gọi là dì mành là di dân. Dậu chỉn kêu dì mành có nghĩa là có tiền thì gọi là di dân. Rồi nếu mà không có tiền thì sao nè? Không tiền thì kêu bị dụ làm việc vất vả. À, nói như thế nào? Không tiền thì kêu bị dụ làm việc vất vả. Nói như thế này. Mộ chỉn kêu mà chứ chảy trù phủ cúng. Mộ chỉn kêu mà chứ chảy trù phủ cúng. Có nghĩa là không tiền thì gọi là bị dụ làm việc vất vả. Chúng ta cùng nhau giải thích. À, dạo chỉn là có tiền, mộ chỉn là không có tiền. À, kêu có nghĩa là thì gọi là gì? Mài chứ chảy. À, mài có nghĩa là bán ha. Chứ chảy là heo, heo con, mấy con heo ha. À, mài chứ chảy là bán heo con, nhưng mà ở đây thì người ta nói là bị dụ, cái nghĩa nó bóng hơn, người ta gọi là bị dụ. Mài chứ chảy có nghĩa là bị dụ. Bị dụ làm gì? Trù phủ cúng. Trù phủ cúng có nghĩa là làm việc vất vả. Trù phủ cúng có nghĩa là làm việc vất vả. Rồi, chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Mộ chỉn kêu mài chứ chảy trù phủ cúng. Mộ chỉn kêu mài chứ chảy trù phủ cúng có nghĩa là không tiền thì gọi là bị dụ làm việc vất vả. Rồi, tiếp tục. Thí dụ chúng ta muốn nói là kinh tế của bản thân cũng lo không xong, còn nói gì đến di dân. Thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Chì kỹ kính chay tú cảo mình tìm, trùng cỏn mé gì mành a. Chì kỹ kính chay tú cảo mình tìm, trùng cỏn mách dẹ gì mành a, trùng cỏn mé gì mành a. Có nghĩa là kinh tế của bản thân cũng lo không xong, còn nói gì đến di dân à. Chúng ta cùng nhau giải thích. Kính chay có nghĩa là kinh tế, chì kỹ có nghĩa là chính mình hay là bản thân. Chì kỹ kính chay có nghĩa là kinh tế của bản thân. Như thế nào? Tú là cũng. Cảo mình tìm có nghĩa là lo không xong. Cảo tìm là lo xong ha. À, lo xong hay làm xong cũng là cảo tìm. À, cảo mình tìm là lo không xong hay là làm không xong ha. Nguyên chữ bạn lưu ý. Tiếp tục. Trùng cỏn mé dì mành à. Dì mành là di dân. Trùng cỏn mé dì mành à, có nghĩa là còn nói gì đến di dân à. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Chì kỹ kính chay tú cảo mình tìm, trùng cỏn mé dì mành à. Chì kỹ kính chay tú cảo mình tìm, trùng cỏn mé dì mành à, có nghĩa là kinh tế của bản thân cũng lo không xong, còn nói gì đến di dân à. Rồi thì thật ra đó quý bạn, khi mà những người sinh sống ở Hồng Kông, ví dụ những người có tiền, những người giàu sang, thì người ta sẽ đi sang những cái nước tiên tiến hơn để mà sinh sống ha. Còn nếu như mà những người bình thường, làm công nhân bình thường á, nếu mà đi sang nước ngoài thì cũng vẫn vất vả thôi ha quý anh chị bạn. Thì nói chung là chúng ta phải lượng theo sức mà làm, cố gắng làm tốt nhất là được rồi. Thì chúng ta nói như thế nào mà tiếng Quảng Đông? Nói như thế này. Lần lực dì quầy trù tu chui hủ chào tác la. Lần lực dì quầy trù tu chui hủ chào tác la. Có nghĩa là lượng theo sức mà làm, cố gắng làm tốt nhất là được rồi. Chúng ta cùng nhau giải thích nè. Lần lực dì quầy. Lần lực dì quầy có nghĩa là lượng theo sức mà làm. Trù tu chui hủ. Chui hủ là tốt nhất. Trù tu chui hủ có nghĩa là cố gắng làm điều tốt nhất. Chà tát la. Chà tát la có nghĩa là được rồi. Khi chúng ta muốn nói cái gì đó được rồi, chà tát la. Chà tát la là được rồi. Chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Lần lực dị quầy trù tu chui hủ chà tát la. Lần lực dị quầy trù tu chui hủ chà tát la có nghĩa là lượng theo sức mà làm, cố gắng làm tốt nhất là được rồi. Thì cái gì cũng vậy hết các bạn. Chúng ta phải lượng theo cái sức của mình để mà làm rồi ha. Nếu mà chúng ta làm quá sức thì sẽ không tốt ha. Và chúng ta nên nhớ rằng miễn khợn mụ hằng phúc. Miễn khợn mụ hằng phúc có nghĩa là miễn cưỡng không có hạnh phúc. Miễn cưỡng không có hạnh phúc thì chúng ta nói là miễn khợn mụ hằng phúc.
Hạnh phúc là hạnh phúc, miễn khởi là miễn cưỡng, mụ là không có. Miễn khởi mụ hạnh phúc có nghĩa là miễn cưỡng, không có hạnh phúc. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình. Và qua bài chia sẻ này thì mình cũng hy vọng là quý anh chị và các bạn cũng nắm được một số gì đó về những cái kiến thức tiếng Quảng cho riêng mình ha. Luôn chúc quý anh chị và các bạn vui vẻ trong cuộc sống, trân trọng và hẹn gặp lại. Cho kênh.